chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay khi vai trò và sức ảnh hưởng của truyền thông ngày càng được khẳng định trên mọi phương diện của đời sống kinh tế xã hội, thì kỹ năng truyền thông ngày càng trở nên cần thiết đối với những nhà lãnh đạo, đặc biệt là đối với những lãnh đạo nữ. Và để có thể chia sẻ kiến thức và thông tin xung quanh chủ đề kỹ năng truyền thông dành cho lãnh đạo, chúng tôi có mời đến chương trình ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Lê, tập đoàn sở hữu những công ty truyền thông hàng đầu Việt Nam, để cùng chia sẻ với quý vị về điều này. Hy vọng quý vị sẽ tìm thấy trong cuộc trao đổi của chúng tôi những thông tin thú vị và bổ ích. Xin chào anh Vinh, cảm ơn anh đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi. Anh Vinh thân mến, đối với chúng tôi thì anh là một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực truyền thông và báo chí. Và nếu bây giờ để có thể mô tả bức tranh báo chí Việt Nam hiện nay thì anh sẽ nói điều gì? Có thể nói là chưa bao giờ mà chúng ta có một cái số lượng các cơ quan báo chí, mà các ấn phẩm báo chí nó nhiều và nó đa dạng như ngày hôm nay. Chúng ta hiện nay có, theo thống kê của chính thức, thì có hơn 700 cơ quan báo chí. Nhưng mà số lượng báo chí thì vô cùng là lớn, trải dài trên rất là nhiều phương diện, từ những cái phương tiện báo chí truyền thống như là báo in, truyền hình. Bây giờ chúng ta có cả báo trên Internet, rồi các cái công cụ mà chúng ta sẽ thấy nó phát triển rất là nhanh, như là báo chí trên mobile và báo chí bây giờ len lỏi vào cả mạng xã hội nữa. Thì cái số lượng đó nó vô cùng nhiều. Và có một cái thực tế là báo chí theo như đúng định nghĩa chính thống của cơ quan quản lý nhà nước thì nó là một cái số lượng cũng tương đối hơn 1.000, cũng là khá là nhiều. Nhưng ngoài ra thì có rất là nhiều các cái website, người ta gọi là bản tin điện tử tổng hợp, trang tin điện tử tổng hợp, thì về thực chất nó cũng không khác gì cả những cái cơ quan báo chí cả. Và nó cũng làm tin, nó cũng phát đi những cái thông điệp truyền thông, thông điệp chính trị, thông điệp văn hóa, kinh tế, xã hội. Thì có thể nói rằng nếu mà gộp cả những cái trang tin điện tử tổng hợp đó thì số lượng vô cùng nhiều. Và nếu mà chúng ta là những người làm truyền thông thì không thể suy nghĩ như là những cái nhà quản lý được. Chúng ta vẫn phải coi họ, mặc dù không chính thống, nhưng đó là những cái thế lực báo chí một cách hiện hữu. Vâng, rõ ràng là với sự tăng lên của số lượng báo chí, cả về số lượng cũng như là về hình thức, thì chúng ta thấy rằng là câu chuyện báo chí hiện nay nó không còn giống với câu chuyện báo chí của 5-10 năm trước. Và cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ thì chắc chắn rằng xu hướng truyền thông cũng có rất nhiều thay đổi đáng kể, đúng không ạ? Vậy những xu hướng truyền thông chính hiện nay là gì thưa anh? Có thể nói rằng là nếu chúng ta nói về xu hướng truyền thông thì nó đang phát xuất ra rất là nhiều cái xu hướng khác nhau. Nhưng mà có thể nói một cái mô hình chung là công nghệ đang ngày càng phát triển rất là mạnh mẽ. Đặc biệt cái mà tôi đang nói đến đây là công nghệ kết nối. Khi mà các cái nhà làm công nghệ đó họ biết cách bắt tay với những người làm nội dung, đặc biệt là nội dung số, và họ còn vận động được xã hội, vận động được từng cá nhân của xã hội để làm nội dung số nữa, đưa lên trên các cái phương tiện mà họ tạo ra sự kết nối, thì có thể nói rằng là nó thay đổi hoàn toàn cái cách thức mà chúng ta truyền tải thông tin và chúng ta tiếp nhận thông tin. Có thể nói rằng là như thế này, cái công nghệ của chúng ta nhìn thấy rằng là nó đang tạo ra những cái nền tảng truyền thông rất là kỳ lạ. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy Facebook là một cái nó là một phương tiện truyền thông, nhưng mà nó là phương tiện truyền thông của một cái người mà không hề tạo ra nội dung, mà tất cả những cái người mà tạo ra nội dung trên Facebook là các cá nhân, các tổ chức, thậm chí là các cơ quan báo chí nữa. Hay là chúng ta nhìn thấy Uber là một cái hãng taxi khổng lồ, hãng taxi lớn nhất thế giới, nhưng nó không hề sở hữu một chiếc xe nào cả. Đó, tất cả những cái mà chúng ta nhìn thấy đó là sự đóng góp của cộng đồng, sự đóng góp của xã hội, đóng góp của các cá nhân, các tổ chức đưa các phương tiện truyền thông vào đó. Hay như là Alibaba là một cái nhà bán lẻ có giá trị lớn nhất thế giới, lớn nhất toàn cầu, thậm chí lớn hơn cả eBay, lớn hơn cả Amazon. Nhưng mà Alibaba lại không hề có một cái sản phẩm nào tự họ sản xuất ra, và tất cả các loại hàng hóa đó đều là do người dùng cung cấp.
rồi tất chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái phương tiện khác nữa. Thế thì điều này nói lên điều gì? Nó minh chứng một cái điều rằng là cái việc cung cấp thông tin nó không còn là cái độc quyền của cái người sở hữu cái phương tiện truyền thông nữa. Đó cũng đặt ra một cái vấn đề rằng những cái người mà làm truyền thông nghĩ rằng là chỉ có những người làm báo chí mới độc quyền được truyền thông, thì cái điều đấy hoàn toàn sai lầm. Và nó đã chứng minh là khoảng 10 năm nay thì cái ưu thế của các cái phương tiện truyền thông xã hội nó đang chi phối các cái phương tiện truyền thông chính thống. Cho nên có thể nói rằng là người người làm quản lý báo chí, người làm báo chí và cả những cái người sử dụng các cái phương tiện báo chí nó cũng phải xem xét lại cái thứ nhất là cái phương thức truyền tải thông tin, phải có một cái phương pháp khác để đo lường những cái tác động của các cái thông tin mà họ đưa ra trên báo chí và được lan tỏa trên các mạng xã hội. Đồng thời cái người tiếp nhận cũng thế, cũng phải xem xét lại những cái thông tin mà mình tiếp nhận được nó có được chuẩn xác hay không, nó có được xác tín hay không. Tất cả những cái điều đó là đều đều phải đặt lại các vấn đề như vậy. Thì có một vài cái quốc gia thì họ lựa chọn cái phương pháp là ngăn chặn. Ví dụ như Trung Quốc hoàn toàn ngăn chặn Facebook. Triều Tiên là một cái nước tương đối là kỳ lạ, họ 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 đóng cửa và gần như là không có cho cái cơ hội giao tiếp với thế giới bên ngoài. Và họ nghĩ rằng đó chính là cái cách để ngăn chặn và kiểm soát thông tin. Giống như chúng ta cách đây vài chục năm, chúng ta chỉ có một vài cái phương tiện báo chí theo kiểu truyền thống, là cái phương thức truyền tải thông tin một cách rất là thụ động, truyền tải từ chỉ có từ cái người mà phát thông tin đến người tiếp nhận thông tin chỉ qua một cái phương tiện truyền thông trung gian thôi là báo chí, thì khá là dễ dàng trong cái việc là kiểm soát. Nhưng ngày hôm nay thì với cái công nghệ kết nối như thế mà người ta dự báo là đến năm 2020, 2024 thì có thể là đạt được từ 34 tỷ cho đến 75 tỷ các cái kết nối trên toàn cầu. Thế thì cái xu hướng mà tôi vừa nói đấy nó sẽ cho thấy rằng là cái việc mà ngăn chặn cản trở thông tin nó là vô nghĩa. Với chúng ta có khoảng độ 7 7,1 tỷ dân, cứ cho là đến năm 2020 sẽ có thêm vài trăm triệu người nữa, nhưng mà số lượng các thiết bị có thể kết nối nó gấp hàng 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 chục lần cái dân số thế giới như vậy. Điều đấy có thể nói rằng là nếu chúng ta truyền thông theo kiểu cũ, chúng ta quản lý thông tin theo kiểu cũ thì sẽ là thất bại. Bài toán bây giờ chỉ đặt ra là làm thế nào để cùng tham gia vào cái quá trình phát triển của cái xu hướng truyền thông đấy, sử dụng nó tận là đưa nương theo cái sự phát triển chung. Sự phát triển đó chính là cái khả năng kết nối và cái khả năng mà tương tác với các cái nội dung số trên trên các cái phương tiện kỹ thuật mới như vậy. Thì chỉ có cách đó thôi thì chúng ta có thể là ứng dụng cái hoạt động truyền thông một cách hiệu quả. Một cái xu hướng thứ hai nữa là xu hướng đa kênh, xu hướng người ta gọi là cross channels. Một một người làm truyền thông không còn là sử dụng một hoặc một vài cái kênh truyền thông như trước đây nữa. Trước đây chúng ta có báo nói, báo hình, báo viết, thế là hết. Liên quanh chúng ta chỉ cần chọn cho cái tờ báo nào trong số các tờ báo báo viết thôi chẳng hạn, hoặc kênh nào trong số các kênh kênh truyền hình và báo hình thôi. Nhưng ngày hôm nay thì kênh rất là đa dạng, và kênh truyền thông không phải như là chúng ta quan niệm nó chỉ đơn thuần là các cái phương tiện truyền tải thông tin cho một cái cộng đồng lớn nữa, mà nó có rất rất là nhiều các loại công cụ truyền thông mà người ta gọi là one to one, tức là từ một người đến một người hoặc từ một người đến một nhóm người. Thì cái nếu mà chúng ta tính đến cả các cái phương tiện truyền thông đó nữa thì nó sẽ có rất là nhiều các cái kênh khác nhau. Đấy, thì ví dụ như bây giờ chúng ta phải có thể nói rằng là một cái nhà cung cấp cái thiết bị kết nối, ví dụ như là bên BKV vừa vừa lập ra một cái hệ thống smart home chẳng hạn,
thì họ đã có thể làm được cho từ một cái thiết bị nhỏ, ví dụ như cái điện thoại mà họ mới ra, Mi Phone, có thể kết nối được với các cái thiết bị trong gia đình, và mai mốt cái họ còn không kết nối chỉ với các cái thiết bị trong gia đình của mình, mà họ có kết nối các cái thiết bị khác ngoài xã hội và các cái tổ chức khác, ví dụ Siemens chẳng hạn, hay hay bản thân Google, rồi Facebook, rồi các cái ông lớn trong ngành công nghệ, họ cũng đã trực tiếp kết nối với các rất là nhiều thiết bị khác nhau. Và chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái thiết bị trong cái tương lai rất rất gần thôi, chứ không phải là viễn tưởng gì nữa. Người ta có thể gắn vào những con chip nhỏ vào trong các cái thiết bị, thậm chí gắn cả vào bộ não của con người nữa, thì người ta có thể điều khiển thông tin, người ta có thể truyền tải thông tin một cách rất là trực tiếp. Đấy, thì nó có nhiều cái kênh như vậy, thì cái xu hướng đặt ra là chúng ta làm thế nào để tác động thông tin một cách hữu hiệu nhất. Thì người ta sẽ phải đo lường những cái nhu cầu và những cái thói quen xử lý thông tin của từng cá nhân và từng cái nhóm nhỏ của các cá nhân đó, để người ta có thể truyền tải thông tin một cách nhanh nhất, mạnh mẽ nhất. Và vì vì là những cá nhân đó có những cái nhu cầu rất khác nhau, cái thói quen rất khác nhau, cho nên họ có thể sử dụng cùng một lúc nhiều kênh truyền thông khác nhau. Như vậy thì cái xu hướng thứ hai, tức là cái người truyền thông phải biết ứng dụng và tận dụng nhiều cái kênh truyền thông cùng một lúc. Tất nhiên với mỗi cái phương với mỗi cái kênh truyền thông đó, họ sẽ phải có những cái phương thức truyền tải thông tin khác nhau, thì nó mới tạo ra được một cái sức mạnh tổng hợp mà để tác động vào đối tượng truyền thông. Đấy là hai cái xu hướng lớn. Còn một cái xu hướng thứ ba cũng đang được nói đến, đó là xu hướng big data. Big data là gì? Là cái cách mà các công ty công nghệ phối hợp với các công ty truyền thông thu thập rất là nhiều dữ liệu của toàn xã hội và của từng cá nhân con người, và để họ họ đo lường được mọi thói quen, mọi cái hành vi ứng xử của một con người, và từ đó thì họ sẽ có thể phân tích ra và gửi đến cho từng cá nhân đấy những cái thông tin mà phù hợp nhất với cái nhu cầu của con người. Đấy, thì cái xu hướng big data đấy cũng đang được ứng dụng rất rộng rãi trên thế giới, ví dụ như Google hay là Facebook. Đấy là những cái công ty mà ứng dụng mạnh mẽ nhất về cái công nghệ big data đó. Và cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là một cái ngày nào đó chúng ta tất tất cả xã hội chúng ta sẽ phụ thuộc vào những người có thể nắm nắm thông tin, nắm cái data, cái khối lượng data lớn như vậy. Sẽ không ngạc nhiên như là Facebook, họ đẻ ra một cái công cụ truyền thông mà chúng ta đã thấy rồi, thì mới ra đời ngày 12 tháng 5, Instant Articles chẳng hạn. Đấy là một cái phương tiện, một cái nền tảng báo chí mà họ không phải là nhà báo, là một cơ quan báo chí, nhưng họ tạo ra một cái nền tảng mà các cái cơ quan báo chí sẽ phải phụ thuộc vào đó, rồi người người đọc, người sử dụng cũng sẽ phụ thuộc vào cái công nghệ đó, và càng xem cái trang đó bao nhiêu thì cái công nghệ nó càng hiểu cái nhu cầu, cái mục đích tìm hiểu thông tin của mình, và nó sẽ đưa đưa thông tin đến cho mình một cách chuẩn xác nhất. Thế thì các nhà truyền thông trong tương lai cũng sẽ ứng dụng cái công nghệ như thế này, sẽ là một cái sự phối hợp với các công ty mà có thể thu thập các cái thông tin về thói quen con người. Các bạn có thể tưởng tượng rằng là bây giờ chúng ta mua những cái thiết bị cầm tay đo lường được nhịp tim của chúng ta, đo lường được cái lượng calorie chúng ta đốt mỗi ngày, vân vân. Các bạn nghĩ rằng đấy chỉ là một cái dụng cụ đo đo sức khỏe bình thường không? Không phải như vậy, mà nó sẽ là thu thập các cái thông tin về cá nhân con người, về về cái năng cái từng cái chỉ số sức khỏe chúng ta, và nó sẽ gửi đến những cái trung tâm phân tích các dữ liệu đó, để rồi người ta sẽ tìm ra những cái giải pháp, những cái đề xuất cho chính cá nhân của mình, họ sẽ gửi đến cho mình, và các nhà truyền thông sẽ lợi dụng tất cả những cái data mà họ thu thập được lại đó. Thì đấy là cái tôi thấy là có ba cái xu hướng rất lớn như vậy. Cảm ơn anh. Cảm ơn phần chia sẻ của anh, và qua phần chia sẻ của anh thì tôi có thể cảm nhận được một điều rằng là chúng ta đang thấy rất là rõ sức mạnh về truyền tải, kết nối thông tin, tương tác thông tin và thu thập thông tin của truyền thông hiện nay. Vậy thì quay trở lại với câu chuyện của người lãnh đạo.
Nói về người lãnh đạo hiện nay, người ta có một cụm từ rất hay được nhắc đến, đấy là xây dựng hình ảnh cá nhân của các lãnh đạo. Vậy thì theo anh, với truyền thông hiện đại hiện nay, truyền thông số, điều này sẽ giúp gì cho những nhà lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo nữ, trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân của mình? Bất cứ việc gì nó cũng có cái mặt tích cực và mặt tiêu cực của nó. Nếu chúng ta nghĩ rằng là việc xây dựng hình ảnh cá nhân của một lãnh đạo cách đây 10-20 năm trở về trước thì nó khó hơn, bây giờ cũng không phải. Thời đó thông tin được kiểm soát tương đối là dễ dàng, cho nên là những người lãnh đạo có thể là ứng dụng, sử dụng những cái phương tiện truyền thông sẵn có mà đa phần đó là báo chí, thì họ có thể là điều khiển cái nhận thức của công chúng đối với hình ảnh của mình một cách tương đối là dễ dàng. Tuy nhiên là cái phương tiện truyền thông thời đó thì nó lại mang tính hạn chế về cái độ lan tỏa, cho nên là công sức bỏ ra có khi cũng khá là vất vả. Nhiều hơn thì công chúng mục tiêu mới có thể hiểu được cái hình ảnh cá nhân của mình. Nói một cách đơn cử là các vị lãnh đạo ở địa phương muốn để cho bà con ở trên vùng sâu, vùng xa, vùng cao họ hiểu được về mình thì rất khó có thể có được những cái phương tiện thông tin phù hợp và truyền tải một cách trực tiếp đến với cả các đối tượng như vậy. Còn ngày nay thì sao? Ngày nay thì với những cái xu hướng công nghệ chúng ta vừa nhìn thấy, xu hướng mobile, xu hướng cá nhân hóa, rồi tất cả những cái khả năng kết nối đó nó dễ dàng hơn rất là nhiều, thì cái việc mà có một hình ảnh tích cực mà biết sử dụng, ứng dụng được các cái phương tiện truyền thông đó thì nó sẽ đến được với các đối tượng truyền thông của chúng ta một cách tương đối là dễ dàng, dễ hơn rất nhiều so với trước đây. Thế nhưng mà cái mặt tiêu cực của nó là nếu như cái hình ảnh đó không tốt, hoặc là cái hình ảnh đó chưa thực sự là như chúng ta mong muốn, thì nó cũng lan tỏa rất là nhanh. Đấy, nó cũng đến được các cái đối tượng đó một cách rất là dễ dàng. Thế cho nên là bây giờ chúng ta có một cái câu cũng tôi nghĩ rằng cũng khá là hay, là chúng ta nếu chúng ta không kiểm soát được cái hình ảnh mà chúng ta đưa đến với công chúng thì công chúng sẽ gán cho chúng ta cái hình ảnh mà họ nhìn thấy, đúng không? Và thông thường thì những cái mà họ nhìn thấy mà mình không chủ động xây dựng thì thường là hình ảnh không thỏa đáng, không phản hình ảnh tích cực đối với mình. Cho nên là đối với người lãnh đạo ngày hôm nay thì cái việc mà xây dựng cái hình ảnh cá nhân và sử dụng cái các phương tiện truyền thông để xây dựng hình ảnh cá nhân lại càng tối cần thiết. Đấy, vì bây giờ không còn đặt ra cái câu hỏi là chúng ta có nên xây dựng hình ảnh cá nhân hay không nữa, mà là nếu không xây dựng hình ảnh cá nhân thì người ta sẽ hiểu về mình một cách sai lệch. Cho nên là bắt buộc là chúng ta phải làm, không có sự lựa chọn. Một khi chúng ta đã muốn trở thành một nhà lãnh đạo, chúng ta đã đặt một cái lộ trình rằng là trong một thời gian nữa chúng ta sẽ phải tiến đến đâu, thế thì ngay cái lúc đó chúng ta đã phải nghĩ ra cái lộ trình để xây dựng cái hình ảnh cá nhân của mình, đặc biệt là sử dụng, ứng dụng các phương tiện truyền thông để xây dựng hình ảnh cá nhân của mình như thế nào rồi. Không có câu trả lời, không có câu hỏi nên hay không, mà phải làm. Chỉ có điều là làm như thế nào. Vâng, cảm ơn anh. Chắc là cũng chính vì như vậy mà ngày nay chúng ta có thể nhìn thấy rằng là những chính trị gia lớn trên thế giới như là Tổng thống Mỹ Barack Obama này, hay là Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, hay kể cả nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đang sử dụng Facebook rất là thường xuyên và thu hút sự quan tâm của hàng triệu người trên thế giới, cả Twitter nữa. Đối với những người lãnh đạo ở Việt Nam thì theo anh điều này đã trở nên phổ biến hay chưa? Và anh có thể phân tích cụ thể hơn là với những người lãnh đạo thì họ sẽ có thể tận dụng cụ thể là những lợi thế như thế nào của mạng xã hội ạ? Okay. Tham gia mạng xã hội thì mỗi người có một cái mục đích khác nhau. Một cái người nội trợ cũng tham gia mạng xã hội với tư cách một người nội trợ. Họ có thể là sử dụng mạng xã hội để chia sẻ những cái công việc, những cái thú vui rất là nhỏ bé trong gia đình.
À, nếu chúng ta là một người có uy tín trong xã hội thì khi chúng ta xuất hiện trên mạng xã hội, người ta cũng nhìn với chúng ta với tư cách của một người có uy tín trong xã hội chứ không giống như một cái bà nội trợ nữa. Thế có nghĩa là gì? Mỗi con người ở trong đời thực như thế nào thì khi tham gia vào mạng xã hội cũng cũng đúng như cái Bản thân con đó. đường bản thân ở bên ngoài. À, không có cái sự mâu thuẫn hoặc là một cái sự khác biệt rõ rệt lắm giữa cái đời ảo trên mạng xã hội và cái đời thật mà chúng ta đang sống. À, trước đây thì chúng ta cứ nghĩ rằng là mạng xã hội chỉ là một chỗ để chơi. À, trước đây đúng thực sự là những cái người mà lập ra các mạng xã hội, ngay cả Mark Zuckerberg khi lập ra ra Facebook cũng chỉ nghĩ rằng nó là một cái công cụ để kết nối những người bạn với nhau thôi, những cái cộng đồng nhỏ với nhau thôi. Và tôi tin là Mark cũng không bao giờ có thể tưởng tượng ra rằng là cái sức mạnh của chính cái công cụ mà anh ta nghĩ ra ngày hôm nay với 1,4 tỷ cư dân trên trên Facebook, lớn hơn bất cứ quốc gia nào, thì cho thấy rằng là nó là một cái xã hội thực sự chứ nó không còn ảo nữa. Đấy, và nếu chúng ta ứng xử trên mạng xã hội như thế nào thì người ta cũng sẽ nhìn nhận chúng ta ở trong đời thực như vậy. Có nghĩa là các chính trị gia, các nhà lãnh đạo phải hình dung được rằng là cái công cụ trên mạng xã hội đó nếu sử dụng không đúng đắn thì người ta sẽ hiểu sai lệch về cái hình ảnh của mình, có thể tác động tiêu cực trở lại các cái hoạt động của họ, và đặc biệt là ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến những người lãnh đạo. Đối với cả những người người bình thường, khi chúng ta đang là những người bình thường, chúng ta có thể nói bất cứ thứ gì ở trên mạng xã hội. Thế nhưng mà nếu chúng ta được cử đến nắm giữ một cái trọng trách lớn hơn thì ngay lập tức cái trang mạng xã hội của mình phải thay đổi, phải thay đổi tính cách, và nó phải là một cái hình ảnh hoàn toàn khác, phù hợp với cái vị thế của mình đang ở trong cái thời điểm đó. Tuy nhiên là có một điểm nữa, là những cái thông tin như tôi vừa nói, các cái xu hướng truyền thông, và có một cái xu hướng cực kỳ nguy hiểm đó là xu hướng collect thông tin, thu thập thông tin, big data. Tất cả mọi mọi cái thông tin mà chúng ta cung cấp lên trên mạng nó có một cái lịch sử rất dài, và tất cả những cái thông tin đó đều được lưu trữ ở trong cái hệ thống khổng lồ của Internet, nó không mất đi. Điều đấy có nghĩa là gì? Nếu chúng ta là một cái người tầm thường ngày hôm nay, ngày mai chúng ta là một vĩ nhân, thì công chúng cái lúc đó vẫn nhìn thấy những hình ảnh tầm thường của chúng ta ngày hôm nay. Có nghĩa đó là một cái điều cực kỳ nguy hiểm đối với những cái người mà muốn xây dựng cái trở thành một cái người lãnh đạo trong tương lai, bởi vì cái lịch sử truyền thông của chúng ta không mất đi, nó nằm ở đâu đó. Vì vậy, tôi có một cái lời khuyên rất là chân thành với tất cả các vị ở trong cái hệ thống chính trị, rồi ngay cả trong các cái hệ thống hoạt động xã hội và kinh tế nữa. Chúng ta phải có một cái nhìn tỉnh táo đến tương lai, nhìn đến tương lai mình, lộ trình của mình sẽ đi đến đâu. Không phải rằng là ngày hôm nay chúng ta mới đang là một sinh viên thì chúng ta muốn nói cái gì cũng được, biết đâu ngày mai chúng ta là một lãnh đạo. Đấy, cho nên là ngay cái điều đó làm cho chúng ta phải có một cái suy nghĩ một cách chín chắn hơn khi mà đặt bút viết bất cứ thứ gì trên mạng xã hội. Đấy, người ta có thể truy cập lại, người ta có thể truy cứu lại. Thế cho nên là tất nhiên tôi cũng có một cái lời khuyên là nếu như chúng ta không có một cái lịch sử thông tin một cách đầy đủ sạch sẽ thì chúng ta phải làm gì? Tất nhiên chúng ta phải dọn dẹp. Có khi mà đặt một cái vị trí nào đó thì lúc đấy chúng ta phải nhìn nhìn lại, và chúng ta phải dọn dẹp những cái thông tin bất lợi mà trước đây chúng ta có. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn lại và có một cái nhận thức khác như thế này. Mạng xã hội người ta sẽ chỉ chấp nhận chúng ta khi mà chúng ta là chính các cái con người thực của mình.
chứ ở trên mạng xã hội, nếu mà chúng ta giả dối, tôi cũng nói lúc nãy rồi, mạng xã hội với đời thật nó rất là gần nhau chứ nó không không có khoảng cách nhiều, nhưng chúng ta có xây dựng một cái hình ảnh giả dối trên mạng xã hội thì rồi người ta cũng biết. Vì vậy cho nên là thứ nhất là những cái thông tin ở ở trên mạng xã hội mặc dù được lựa chọn, mặc dù được cẩn trọng tính toán, nhưng không phải là những thông tin giả, phải nó phải là những thông tin thực sự đối với, và nhất là những cái người nào mà có cái vị trí trong xã hội, có muốn xây dựng cái hình ảnh lãnh đạo thì lại càng phải là những thông tin trung thực. Cái thứ hai nữa là chúng ta không xây dựng một cái tính cách khác với cái đời thật của mình, cái điều đó cực kỳ khó. Các kịch sĩ thì có thể làm được, nhưng mà các chính trị gia rồi những cái người bình thường thì chúng ta không thể làm được. Chúng ta không thể giả vờ là chúng ta thích cà phê trong khi chúng ta ghét cay ghét đắng, được, không thể giả vờ cái điều đấy được. Thế nên là mình phải thể hiện được đúng cái bản tính cá nhân, cái bản chất cá nhân của mình ở trên trên mạng xã hội, và trong cả một cái chiến lược xây dựng thương hiệu hình cá nhân nói chung đều phải nhất quán theo một cái hình ảnh đó. Và chúng ta chỉ có thể đảm bảo rằng là cái tính nhất quán nếu chúng ta thể hiện được cái cá nhân thật chân thật của mình thôi, đúng không? Nếu chúng ta nói dối thì ngày mai có thể chúng ta quên bén mất là chúng ta đã từng nói một cái điều gì không không có thật. Cho nên là nó phải thể hiện được cái tính cá nhân đó. Và vì vì cái điều đó cho nên là các tôi cũng có một cái lời khuyên với các vị lãnh đạo là khi mình sử dụng mạng xã hội thì không đừng coi nó chỉ như một cái công cụ làm việc, mà nhân dân những đối tượng truyền thông của họ còn muốn nhìn thấy họ qua mạng xã hội như một cái con người, một con người thực sự. Cho nên là ngoài những cái thông tin mà họ muốn đưa lên đó để chi phối, để truyền bá cái hình ảnh cá nhân trong trong hoạt động của họ, thì họ cũng vẫn phải đưa những cái thông tin đời thường, con người của họ lên trên đó, thì họ mới tạo ra cái sự gần gũi với cộng đồng của họ. Bởi vì xét cho cùng, mạng xã hội là nơi để giao tiếp của những cá nhân, của những con người với nhau. Cho nên nếu mình họ họ đến lên đấy, họ chỉ nhìn thấy là một cái bộ máy hành chính ở trên đó, hay là một cái bộ máy truyền thông chuyên nghiệp đứng đằng sau lưng đó, thì cái niềm tin và cái mối quan hệ của công chúng đối với các vị lãnh đạo này nó sẽ nhạt dần. Thì những điều anh vừa nói có phải là những cái nguyên tắc ứng xử mà những nhà lãnh đạo cần phải nắm chắc khi Đúng mà sử thế. dụng mạng xã hội? Nếu mà nói về nguyên tắc ứng xử thì nó còn rất là nhiều cái yếu tố khác nữa. Cái mà tôi vừa nói mới chỉ là cái chiến lược truyền thông để trên trên mạng xã hội thôi. Còn nếu mà nói về nguyên tắc ứng xử thì có thể là mô tả một cái hình ảnh như thế này. Nhiều người thì nói rằng là việc mình xây một ngôi nhà trên mạng xã hội, lập một cái account trên mạng xã hội thì giống như là mình xây một cái ngôi nhà vậy. Thì nhưng mà cái ngôi nhà ở trên mạng xã hội nó rất khác với cái ngôi nhà trong đời thực của mình. Đời thực của mình chúng ta xây nhà bằng tường gạch, Tông. tường bê tông, chúng ta đóng cửa lại. Thì chúng ta làm cái gì ở trong nhà thì ở ngoài hàng xóm rồi những người đi ngang đường không nhìn thấy. Nhưng mà mạng xã hội này nó giống như là ngôi nhà mình xây bằng kính ấy. Một ngôi nhà trong suốt bằng kính, ở trong vẫn là nhà của mình, vẫn là cái lãnh địa của mình mà không ai có thể can thiệp được. Nhưng mà người đi đường và hàng xóm là nhìn thấy hết cả những gì chúng ta làm bên trong. À, nhiều người thì nghĩ rằng là mạng xã hội là cái một cái nơi nơi đóng, một cái nơi riêng tư. Đấy, đây là nhà tôi mà anh vào trong này anh phải tuân thủ những cái điều của tôi, và anh không được chê trách những gì tôi làm ở trên này. Không phải, vì nó thông thấu, nó nhìn thấy hết, giống như là không cần cái lỗ khóa nữa, mà cái cửa kính to đùng tất cả hàng xóm hay nhìn thấy chúng ta làm gì bên trong đấy. Cho nên là chúng ta ứng xử mà không 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 phải phép, không đúng với những nguyên tắc đạo đức xã hội thì hình ảnh nó rất là dễ lan tỏa đấy. Và chúng ta đều biết rằng là ví dụ ở trong một cái gia đình, cha mẹ có quyền mắng con, đúng không? Thế nhưng mà cái lời mắng con mình của mình hơi tơi to tiếng, hàng xóm nhìn thấy ngay, thì
chúng ta sẽ phải ứng xử như thế nào để những cái điều mình viết trên đó, thứ nhất là nó không làm ảnh hưởng, không làm đau lòng những người tình cờ nhìn thấy nó, những người hàng xóm, đúng không? Chúng ta thường nói đùa là cái dân tộc Việt Nam của chúng ta thì nói chung là rất là thân thiện, nhưng mà chúng ta có cái thói quen là nói xấu hàng xóm. Đấy, thì ở trong nhà đóng cửa lại thì nói xấu thoải mái, đúng không? Nhưng ở trên mạng xã hội mình nói xấu hàng xóm nghe thấy, hàng xóm nhìn thấy. Đấy, thì những cái hình ảnh đó cực kỳ là phản cảm đối với xã hội bên ngoài. Điều thứ hai nữa là những cái thông tin mà nó gọi là bí mật riêng tư của cá nhân mình đưa lên trên đấy người ta cũng đọc được. Vậy thì đừng coi mạng xã hội như là một cái nhà, một cái căn phòng, phòng ngủ quá riêng tư, mà chúng ta phải biết rằng là chúng ta đưa lên tại đấy cái gì cũng tất cả xã hội đều có quyền phán xét, mặc dù là có những cái điều luật nhất định trên mạng. Thậm chí Facebook cũng cập nhật liên tục các cái điều kiện về tính riêng tư ở trên đó. Nhưng tất cả mọi người khi nhìn thấy hình ảnh đấy đều có quyền phán xét ở trên như vậy. Thì thứ nhất là tính riêng tư, tính bảo mật, chúng ta phải cần có một cái sự cân nhắc rõ ràng. Hình ảnh của mình ở trên mạng xã hội thì vẫn cứ phải chỉnh chu, đặc biệt đối với các nhà lãnh đạo cần phải chỉnh chu như là chúng ta đang làm việc ở nơi công sở, như là chúng ta đang là một người lãnh đạo, chứ không phải lên trên đó chúng ta cởi bỏ cái lớp quần áo bên ngoài ra, chúng ta trở thành một cái người quá tự nhiên chủ nghĩa trên đó thì hình ảnh nó rất là nguy hiểm. Cảm ơn anh. Vậy thì như anh vừa chia sẻ về mạng xã hội, về cái sự trong suốt của ngôi nhà trên Facebook, thì có vẻ như là ai trong mỗi chúng ta đều cũng có thể trở thành độc giả để đọc báo, và ngược lại ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nhà báo, đúng không ạ? Vậy thì quay trở lại với một cụm từ mà chúng ta vẫn hay nói là đối với nhà lãnh đạo là chúng ta phải biết quan hệ với báo chí, chúng ta phải xây dựng chiến lược với báo chí. Vậy trong thời đại hiện nay thì cái tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược với báo chí nó có bị giảm đi hay không? Không hề, thậm chí là nó còn quan trọng hơn. Bởi vì là khi mà chúng ta vấp ngã trên mạng xã hội thì ai là người sẽ bảo vệ cho mình? Đó chính là báo chí chính thống. Nó có một cái hay là cái thông tin chính thống mà chúng ta gọi là các cái thông tin qua báo chí và thông tin trên mạng xã hội là nó sẽ tồn tại song song. Cái này nó tác động vào cái kia, chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Những cái thông tin mà báo chí đưa ra, ví dụ như về cái chính sách của chính phủ, của nhà nước đưa ra, thì sẽ được mạng xã hội phản biện. Và ngược lại, rất là nhiều cái thông tin trên mạng xã hội tung ra thì báo chí mới biết, và báo chí sẽ sử dụng nó như là các cái nguồn tin cho các cái bài báo của mình. Vì vậy đấy là chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự tác động tương hỗ giữa báo chí và mạng xã hội là nó rất là rõ ràng. Mà đôi khi là chúng ta buộc phải sử dụng cái này để điều chỉnh cái kia. Ví dụ như là chúng ta khi mà không được một cái cơ quan báo chí nào đó ủng hộ, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng mạng xã hội bằng truyền thông nhân dân, bằng truyền thông cá nhân để chỉnh lại các cái thông tin đó, tung thông tin lên và kéo báo chí vào để cho họ nhìn thấy một cái mặt khác của thông tin. Nhưng ngược lại, nếu như như mạng xã hội, và thông thường là trên mạng xã hội thì những cái quan điểm các cá nhân đó nó giống như là cái tâm lý, chúng ta gọi là tâm lý bầy đàn ấy, nó chỉ xuôi theo một chiều thôi, và cái nguồn thông tin đó chỉ có thể chỉnh đốn được khi mà chúng ta có các cái nguồn tin chính thống để điều chỉnh lại các cái nguồn tin bất lợi trên mạng xã hội, thì lúc đấy thì quan hệ với báo chí là điều cực kỳ quan trọng. Vì vậy cho nên là ngày hôm nay tôi vẫn khuyên tất cả các cá nhân, không riêng gì các nhà lãnh đạo, là cần phải có xây dựng một cái mối quan hệ nhất định với thế giới của các nhà báo. Tuy nhiên
nó không phải chỉ là một cái mối quan hệ một chiều, không phải là chúng ta chỉ có là làm cho các nhà báo có cái thiện cảm tốt với chúng ta, cũng không phải là chúng ta chỉ liên tục chuyển thông tin tích cực hoặc thông tin về bản thân mình cho các nhà báo để họ có thể sử dụng nữa, mà gì mình cũng phải chủ động mình đưa đưa các cái thông tin của mình, rồi những cái bài viết về mình, các cái quan điểm của mình lên trên các cái phương tiện mà công chúng và báo chí đều có thể tìm được, ví dụ như blog, ví dụ như các diễn đàn, thậm chí là các trang Facebook cá nhân. Đấy chính là cái nơi mà các nhà lãnh đạo và các cá nhân nói chung có thể sử dụng để điều chỉnh thông tin, điều chỉnh các cái dư luận của cả tất cả các phía bằng các cái chính các phương tiện cá nhân của mình. Vâng, rất là cảm ơn anh. Vâng, có lẽ là những câu hỏi mà chúng ta đặt ra cho anh ngày hôm nay đã có thể trả lời một số những thắc mắc của vị lãnh đạo về việc là làm thế nào để có thể xây dựng được kỹ năng truyền thông cho bản thân mình. Một lần nữa, cảm ơn anh đã nhận lời tham dự chương trình. Xin chúc anh sức khỏe. Cảm ơn Sisip, chúc mừng Sisip đã có những cái ý tưởng rất là thú vị, và mong rằng cái chương trình đào tạo cho các nhà lãnh đạo của Sisip sẽ thành công. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Có câu nói rằng bạn sẽ không thể trở thành một nhà lãnh đạo tài ba nếu không trở thành một nhà truyền thông giỏi. Việc xây dựng kỹ năng truyền thông cho mình sẽ là một bệ đỡ vững chắc cho những lãnh đạo nữ xây dựng thành công cho cuộc sống cũng như là cho sự nghiệp của mình. Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.